Lời đầu tiên cho phép Thu Yên gửi lời chào và kính chúc sức khỏe tới toàn thể các quý anh chị đang theo dõi BCAR qua màn hình nhỏ. Thích sự bền bỉ, ít hỏng hóc và dễ dàng sửa chữa, nhưng lại phải hầm hố, thể thao và bốc lửa, thì anh chị không thể bỏ qua chiếc xe ngay bên cạnh em đây. Toyota Fortuner phiên bản thể thao Sportivo, 2 cầu, máy xăng, số tự động, sản xuất năm 2016. Được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, xe mang biển tỉnh, cá nhân một chủ từ đầu. Đã hơn 6 năm chạy sử dụng nhưng ODO của nó mới chỉ hơn 6 vạn. Điểm nổi bật là thiết kế mặt ca lăng cứng cáp, mạnh mẽ, mang đến hình ảnh thể thao mà đầy cá tính. Mâm đúc hợp kim 17 inch, 6 chấu kép, nhấn mạnh phong cách thể thao. Cánh lướt gió phía đuôi xe giúp xe vận hành ổn định và giúp cho anh chị cảm thấy tự tin khi vận hành trên mọi loại địa hình. Đèn báo xe trên cao đảm bảo sự an toàn cho khách hàng. Nội thất bao gồm những chi tiết trang trí mạ chrome và ốp vân gỗ màu đen nổi bật. Bảng điều khiển trung tâm nhấn mạnh vào chiều ngang, tạo cảm giác cabin xe rộng hơn. Tay lái được bọc da, ốp gỗ, tích hợp thêm điều chỉnh âm thanh và màn hình đa thông tin. Bảng đồng hồ của xe cũng được thiết kế phù hợp, giúp người lái có thể dễ dàng nắm bắt được tình trạng vận hành của xe. Fortuner được trang bị cửa sổ chỉnh điện với chức năng lên xuống một chạm và chống kẹt phía người lái, giúp việc điều khiển trở nên thuận tiện. Xe được trang bị dàn âm thanh 6 loa. Khu vực giải trí đã được chủ cũ độ lên màn hình Android Auto, nhằm giúp cho khách hàng thỏa mãn nhu cầu về giải trí, thoải mái trên các hành trình dài. Và đương nhiên rồi, xe không thể thiếu các gói trang bị an toàn như chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá 705 triệu và có thương lượng anh chị nhé. Và bên em có hỗ trợ trả góp 70% đấy ạ. Em xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video suốt từ đầu đến giờ. Kính chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, bã đáo thành công, công việc thuận lợi và tìm được cho mình chiếc xe ưng ý nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.